Đây là một góc ở Mã Quan các bạn nhé, rất là đẹp, rất là vắng xe, hầu như là không có xe máy đâu, chỉ có xe điện, xe máy điện. Đó là một cái nhà hàng, hàng ăn ở đây. Bên này thì là tôi cùng xem nào, là cái hàng cây rất là đẹp. Hàng cây gì đây, phố đi bộ. Ấn tượng ở trên này là đúng là rất là sạch sẽ, không có nhiều xe, không nhiều xe máy ấy. Đường thì rất là thẳng tắp, hầu như là thẳng tắp thẳng ly luôn. Rất là đẹp, quy hoạch đẹp, đường rộng. Đây, đây là dãy, chắc là khu đô thị thẳng tắm tắp luôn. Đó. Không nhiều cây, không có nhiều cây cao to. Quay trở lại chỗ cũ nhá. Đấy, toàn xe điện rồi, xe máy điện. Các dòng xe nhìn thì không đẹp như các xe ở Việt Nam. Grilly, dòng xe chưa thấy bao giờ, Phúc Bang chưa nhìn thấy bao giờ. Đó. Không có một chú cảnh sát giao thông nào hết, mặc dù đường rất là thẳng. Đây, đây có một con Land Rover đây. Cái cảm giác cái biển của họ làm không đẹp, cái biển xe hạng sang ấy, nhưng mãi mới nhìn ra. Biography Napoleon vẫn chạy. Các phụ huynh đón trẻ đi học về. Xin chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh Phúc Bang. Hôm nay thì đây, hiện tại thì đã là 20 giờ 15 giờ Trung Quốc. Phúc Bang đang ở huyện Mã Quan. Giờ Trung Quốc thì sẽ đi trước hơn, đi trước mình giờ Việt Nam là 1 tiếng đồng hồ. Như ví dụ như là ở Việt Nam thì bây giờ thì có là 19 giờ 16. Còn ở Trung Quốc thì là 20 giờ 16. Thế là hôm nay thì Phúc Bang sẽ đi thăm một vòng ở cái phố đi bộ của Mã Quan xem có những gì nhá các bác nhá. 9 giờ sắp 8 rưỡi rồi nhưng mà trời vẫn chưa
tối các bạn ạ. Vì là mỗi giờ của Trung Quốc là giờ đi trước mình một tiếng đồng hồ các bạn nha. Nền trời vẫn còn rim, đang rim nha các bạn nha. Đây là chủ nhiệm, kiểu chủ nhiệm là bên lãnh sự. Đây là người giống như người Nhật không các bác? Đây giống người Nhật đúng không? VG, diễn viên mới của Phúc Bang. Chưa đấy, làm diễn viên mới nhập. Tóc rất là bạch kim. Diễn viên điện ảnh mới nhập. Xin chào các cô gái xinh đẹp đến với Mã Quan. Ni hào. Đây giảm diễn viên điện tử đấy. Đây là rất là nhiều tam thất. Các em bé rất là đáng yêu. Điều gì không biết nữa. Rất là lạnh nhá. Thời tiết hiện tại thì khá lạnh. Không lạnh mà nó mát. Nó là mát. Mát nhá. Hành lang thì ở đây thì rất là rộng các bạn. Hành lang có thể thoải mái cho người đi bộ và tương đương với một làn xe luôn. Rất vô tư thoải mái. Đoàn đang đi bộ. Cái điếu này khủng bố nhỉ. Đấy. Rất là nhiều cái điếu to. Cây cũng không có nhiều cây to đâu, cây nhỏ và rất ít cây xanh. Xin chào nhau. Nhào. Cười. Ni hào. Vẫn còn đeo khăn quàng. Xin chào. Nhà cao tầng đang ở phía trước rồi.
khu đô thị. Đây là những cái nhà cổ nhá các bác nhá. Vẫn đeo thẻ. Nhà ai nói đây đây, đây. Không ai nói được nhỉ. Cái đấy là cái gì đây? Sang đường ạ. Vậy, rất là đẹp. Họ rất là... Đây là có người sang đường thì họ đều nhường đường. Đây là như thế. Vâng. Nếu mà không là bị bấm lỗ anh em ấy. À, bấm lỗ điện tử ấy. Vâng. Rất là hay. Xe mọi phương tiện. Không có một quả bóng anh cả không lao không luôn. Thế có người qua đường là đều dành cho người đi bộ qua đường. Vẫn còn một đoàn nữa vẫn chơi muốn sang. Không phải chạy đâu. Đi trước em ạ. Dạ. Dừng lại, vào đợi đã. Đường hành lang rất là rộng luôn. Chú của cháu một cái ảnh chụp đi. Chụp ảnh cho hai cô gái đấy. Cái một điều ấn tượng ở với Phúc Bang ở đây là cái hành lang của họ rất là rộng. Cái hành lang dành cho người đi bộ ấy rất là rộng luôn, và những người sang đường thì các phương tiện từ mọi hướng đều nhường cho người đi bộ. Nếu mà ở cái vạch dành cho người đi bộ đấy. Rất sạch sẽ các bác ạ. Mà điểm ở đây chỉ điểm trừ ở đây là Phúc Bạn thấy hơi ít cây xanh. Thế thôi, còn ngoài ra thì phải nói là rất là tuyệt vời. Những ngôi nhà được xây rất là cổ kính. Và vẫn có mang cái nét là hoài cổ, rất là đẹp. Rồi chúng ta đến với phố đi bộ rồi đấy. Cái bò nó xịt luôn quá, nó mặc.
đang à đúng rồi đấy, diễn viên điện ảnh. Đấy. Nhà rất là cao. Nhà nào mày? Chị Ngọc ơi, chỗ riêng này, mua đi. Ăn tay quá à? Sai sai một khẩu. Đi Đoán bao trà sữa. Nó là trà sữa à? Nhà trao tay. Đó, tiền xa tay nhất. Nhà mà. Tiền, tiền. Anh học tiếng Trung Quốc rồi mà, anh đọc hiểu hết đấy. Mới thích được. Chào đi sao? Phố đi bộ. Rất đông người. Ba ơi, mình đi hết chưa ba? Thơm lắm. Sầu riêng anh em ở Bích Linh ơi. Thơm sầu riêng. Sướng cực. Làm xiên không? Uầy. Tôm. Ôi trời ơi. Ê là thôi. Trời ơi, em ơi, tính mấy cái sáng tôi một không? Cái gì phải có tí rau nhỉ? Bánh mì không? Đây là chợ của một cô gái. Nhìn xinh xấu quá. Đây là chọc trời. Khách sạn 5 sao. 5 sao á?
Những người đang tắm sao không ở đây ạ? Sao không ở đây ạ? Ở kia mấy lâu. Rất là mát nhỉ, sân bay nó đủ ở vai thế là chắc mát lắm đấy. Đó là đi sân bay ở vai đây mát. Tòa nhà cao nhất ở không phải cao nhất mà là khách sạn 5 sao ở Hà Quang. Tất cả đây toàn xe điện, xe máy điện ở đây thì xe máy xăng rất ít, đây chỉ có một chiếc xe máy xăng này và đều là đây nữa này, rất nhiều xe máy điện. Đây sẽ là chính giữa tòa cao chọc trời đây. Trước mặt là rất nhiều cầu vượt và mà đi bằng cầu thang cuốn nhá, có phải là đi lên bậc này hay là gọi là thang cuốn chứ không phải là đi lên bậc. Xung quanh là trung tâm thương mại. Trang ơi, Linh ơi, Việt ơi. Cậu buồn. Các bạn. Được. Rất là đẹp. Điện sáng như ban ngày. Cháu mày
rất là đẹp. Cái chỗ mà có ảnh đẹp và ngon. Đôi này phía rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các bạn. Cái góc này phải nói là nhanh lên chụp đi, đang ở bó này. Xuống ngon, đẹp. Rất là đẹp cái khu tòa nhà này. Tạo một cái điểm nhấn, một góc chụp ảnh rất là đẹp luôn các bạn. Đây. Nếu đúng ra thì ở đây này. Ở đây là sẽ là đẹp nhất. Để mình chưa lấy điểm trừ ra xem nào. Điểm trừ của góc này ra. Ok, nếu mà chỗ này là đẹp nhất. Rất đẹp luôn. Bên dưới là vẫn là các xe đi qua lại. Thì cái thiết kế dành cho người đi bộ và hành lang giao thông rất là khoa học. Phúc Bang cảm thấy rất là đẹp. Rất là đẹp, không có gọi là tắc đường gì cả. Mặc dù là chúng ta biết đến đất nước rất là nhiều đông số dân, kể cả ở bên đây là tỉnh. Rất là đẹp. Và hiện tại thì thời tiết ở đây khá là mát, có chút hơi se se lạnh đấy. Bởi vì ở Bảo Quan này thì cao 1.500m so với mực nước biển mà các bác, có rất là cao. Cầu này xem, rất nhiều hướng qua lại. Trang ta có thể thấy là rất nhiều hướng, gọi là 1, 2, rất nhiều nhánh đường. Mà ngay cả đường vượt trên đường này cũng dành cho người đi bộ cũng rất là rộng các bạn, rất là rộng luôn, thoải mái thênh thang luôn. Rất nhiều hướng cầu cho xe đi lại. Rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Đây. Hiếm khi thấy ở một nơi nào mà cái chỗ đi lại là được làm bằng cửa cuốn nhựa. Ở đây, đây thì tất cả thiết bị ở công cộng vẫn dùng cửa cuốn đi lại. Thật sự là rất là tuyệt vời. Đây, tòa nhà chọc trời nhé các bạn em. Lại chân rồi. Bây giờ người đã đi đâu rồi? Tôi sẽ đội theo.
Ôi giời rồi. Em bé. À, em bé được bố cho ngồi lên đâu. Nhà rất là đẹp. À, tất cả các hành lang đều được được có những quả cầu, không biết là họ dùng để làm hành lang hay là gì, rất nhiều, hay là yểm bùa gì đó dài răng rặc. Quả cầu. Trung Quốc thì sẽ rất là đông nghìn nhịp, nhưng mà chúng ta có thể thấy rất là thưa dân. Không thấy mấy đâu, không thấy mấy. Rất là nhiều quả cầu. Cứ đuổi, theo đuổi. Và phía trước là cô gái Lily. Và tôi sẽ đi theo Lily. Vào chơi cũng muốn làm chân. Vào xin làm xét người. Trung tâm thương mại. Chúng ta đi đang đi sườn sau của mái nhà, à cái tòa nhà nhé. Cứ ghi lại hành trình đi. Cái đưa cháu quay tí. Ui, lộn ngược lắm. Không tin tưởng lắm. Nó sẽ bác nói như nào anh cháu quay rồi. Đi ra chỉ quay suốt đấy. Đây à? Diễn viên à? Không phải diễn viên mà là đi ra chỗ quay nhà suốt. À, cho nên khu vực này rất là nhiều xe. Bánh xe này cũng đấy, tập xe ba gác này. Ủa, chỗ này sầm uất đấy, nhỏ. Và xe điện. Không, nhiều xe điện một tí. Xe điện ở đây... Giờ đỡ đổi hết đi sang xe điện máy. Với lại Trung Quốc người ta toàn đi xe điện đi chứ. Đỡ tốn xăng. Xe máy người ta có cho đi đâu. Bắt sợ đi xe máy đi tốn xăng quá đi. Đông dân thế này mà đi đi xe máy thì có mà tắc đường. Như Hà Nội. Hơi yếu tố. Có bài không mua? Lơ khơ. Ôi dồi ôi. Nó nhảy cái này. Ôi, thôi sao ngồi? Chưa chứ sao ngồi lên truyền hình rồi. Sao em bé kia khóc kia nhỉ? Tình ơi, mẹ nhanh. Em bé. Lên truyền hình bây giờ. Không ai trông à? À. Hay là chạy. Về đi ra rồi, đi tiếp vào. Chạy một chỗ nào ơi. Được cọc. Nhạc nước đây, nhà nước đây 9 giờ, trước 9 giờ thì mở, sau 9 giờ là nước đây, khu vực nhạc nước. Các bạn trẻ có vẻ là rất thích thú với cái nhún này, nhún này này. Ui,
Thằng này. Bói. Hai trăm nghìn cũng lấy cũng đỡ đấy. Đây là lấy. Đấy, đây, bạn này còn đeo khăn quàng nhá. Không đi, để chơi trong nhà ấy. Chơi trong nhà phép ạ. Ok ạ. À. Đi rồi. Lại khu bên này chúng ta cũng lại thấy một cái nữa, đó là quả cầu. Quả cầu lại được đặt bên hành lang rất nhỏ. Ôi, cẩn thận nha. Thôi. Các bạn rất là thích thú với con cún con này. Nó cũng thân thiện nhỉ. Ôi. Cháu ai? Con này rộng hết mắt. Thôi đi rồi. Đi rồi. Bạn đã để không có để ý xem bạn nghiền hà nữa rồi. Bé nữa chứ mà. Đây này. Đấy, chúng ta lại ra mặt trước tòa nhà nha các bạn nhé. Tòa nhà trong trời bây giờ mới thấy trời đã tối. Thuốc à? Bị đau bụng à? Ở nhà có thuốc ba lô giờ chúng ta qua đường cẩn thận nha. Ai à? Chiếc máy xúc này
to kinh khủng. Máy xúc. Rồi, máy xúc to. Lấy sang đường ô tô không có một cái đèn đỏ nào đây cả, mặc dù đường rất thẳng nhưng mà vẫn các phương tiện vẫn dừng lại. Trường và chúng ta đã đến quảng trường Mã Quan. Bất chính, chúng ta đi chỗ thành, chúng ta chỉ ở chỗ đây để quay chuyện. Nếu mà còn đau đau chân quá, chúng ta đi đường bên rẽ bên trái thẳng về. À, thì bây giờ là chúng ta đi cho đi. Đi đường quốc chỉ là chính đường. No. Đây, ở đây có cầu. Rất đẹp. À, khu vực này. À, anh ấy bảo là cái đường này là nó làm bằng cái gì hả? Đường này là đường bọt biển, có nghĩa là mưa xuống ấy, mưa xuống là thấm thẳng xuống thôi mà không chảy nước trên bề mặt đường, và rất là an toàn mà không bị trơn. Bị trơn đúng không? Không bọt rêu nhỉ? Vâng. À, bọt biển. Đường bọt biển. Hay đấy. Đây, rất là dài. Con đường bọt biển. Cái tòa nhà đấy nhìn ở các góc đều đẹp nha các bác nha. Rồi đến góc này bên này vẫn đẹp. Bí tư. Hóa phèo. Bí tư. Hóa phèo cho thêm giao cưa là không sao rồi. Giao cưa. Cái cột này là đây là cái chữ chiên kia là chữ chí nhá. Chữ chí à? Chắc là cột cự cột tứ trụ đó về đức tính con người ấy. À. Phải có chí, có tín và có đức. À, đi à, ba cột. Ba cột, ba cột. Ba cột. Đức, tín, chí. À, đức, tín, chí. Tính cách của em đủ cả. À thế à? Chúc mừng em. Anh cho em xin kiểu cái cột với. Cột hả? Rồi. Không, xem nào. 16-9 chưa? 16-9 đấy, 16-9 nha. Rồi ok nha nè. Hơi bóng đen. Không không, đẹp rồi đấy. Ok. Ánh sáng đẹp. À, bên kia có một cổng nữa vào ấy nhá. Đây đi một cổng sang. Ừ. Chỗ em chỗ đây khảo sát rồi đi đường này. À.
Một vòng nữa. Nhà đâu? Một vòng nữa. Các chị đi không sao, mình điên. Đi. Giờ em chỉ vào siêu thị để tìm bài em chơi nó khổ quá. Ba hôm trước nữa. 你比如像玛莎呀，还有那个木曼人山，这些我们都能吃到。但是这两个景区现在也太火了，特别。阿阿家就想着你嫁过来啊，如果我们嫁过来一起人可以被承认是中国公民的。嫁过来就可以承认，但是只是没有。不可证，这个我也不知道，因为之前嫁过来的要10年到20年，但是孩子，然后嫁过来的没有那么新鲜。Nhưng mà iPhone sẽ iPhone là có thể quay sức khỏe là tên của nó. Mở chân chưa? Mở chân chưa? Đó mỏi rồi ạ. À. Đừng quay đi mà cháu. Nói nào? Có ăn thịt nướng không? Ăn không nào, bây giờ anh ăn nào. Có thu tiền đấy nha. Sao nào, các bạn này mua cái gì? Mua cái gì đây? Sau một vòng đi bộ thì các bạn xả vào một cái siêu thị Bách Hóa. Mua vào đi, vào đi. Mua nước à? Cái đấy rượu đấy. Rượu. Đây là nước gạo. Chọn cẩn thận đi. Đấy. Nước ngọt thì hỏi nó họ đi. Cháu không hỏi được đâu chú. Bốn tệ. Chờ để các bạn trả cái tiền nhỏ.
thể cả. Đấy, này. Một cái chai to như của anh ấy, 4 tệ thôi. Cái này ui, màn hình vui vui đẹp ấy. Như tay gì chả đó. Như thế này nhé. 100 tệ. Như tay gì chả. À, chai nước 100 tệ. Đây 10 tệ. Mày tốt này, mua coca đi. Tốt tay hả con? Mấy dầu. Cái chê. Gì dễ. Chê. Như cái chê khoa nhi, cái lưu sẵn cái yêu khoa khoa chê. Thưa chê. Như xin cái dấu đi khoa khoa xin công mà. Bây giờ là tiền to quá, chưa 100 tệ thì nhiều quá. À, bây giờ đổi ai được. Cô không có tiền lẻ. Cô không có tiền lẻ. Ăn rồi. Bộ bài đây, có bộ bài trong này này. Có bài không? Có bài không? Đây. Đi ông gửi chị này, cái gì? Đi ra bảo người ta về. Anh đây bài á, đây cũng bài. Thuốc lá hay sao? Đi bài mà. A7 đây. Đâu? Hỏi cô. Chú ơi, sao tầm 10 tệ cô cứ cầm của cháu thế? Cô không trả tiền thừa cho cháu. Vào đi. Cái này à? Mua cái này à? Cái này 1 tệ cho cháu nhỉ? À. Không, cái này bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Nó đưa đây. Ai đây? Này. Bác lấy cái này đi. Trả cho nó. Bà chủ đến mỏi tay. Đấy chưa? Được đủ chưa? 10 tệ. Được rồi. Ui, 9 tệ. Đúng rồi. Mì tôm gì bác. Nó rút ra tờ 100 tệ mà không chủ quán không có. Phạm Phiền Miên. Phạm Phiền Miên chứ đi. Yes. Hai hoa. Hỏi xem là cái này bao nhiêu? 80 đã. Chết là bao nhiêu tiền? Của tiền là 3 quả tiền một cơ. Là đem cho đi. Đây, đây. Bao nhiêu? 5 quả tiền. 3 quả tiền. Bây giờ có chưa? Đây. Sao đây ạ? Sáu tệ đây. Mì đâu? Để giảm cái này. Chứ sao mấy được khá khoản tiền cái gì mấy hả? Hết tiền lẻ. Cùng đến hết tiền lẻ với thanh niên. Sáng khoa của chiêu khoa. Chiêu khoa. Mua này nè, chứ cái sáng khoa, chiêu khoa. Sáng khoa của mình đó. Tháng mình tự chi phụ đó. Chứ sao mấy được tiền lẻ. Tại nhỉ? Hết rồi, nó lấy. Trả hết. Hai phụ nữ khá chứ sao sao vẫn khá khá chứ. Vẫn chưa tìm được để giả. Đây nhá. Đây cho là bao nhiêu tiền? Đây cộng cái này mà. Đi sau tỉ giá đi theo đi bình trên này mà. Đi ra tỉ giá đi lại thôi. Dạ 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 đi hết. Có đây thanh toán em. Nhưng mà sau tỉ giá đi cho đi bình trên này mà. Ôi. Ăn nhiều lắm. Sao
nào về đây. Lại 100 tiền. Từ đã. Tiêu tiền. Tiêu tiền ở chung. Đây bây giờ bọn con dồn vào với nhau để bọn con thanh toán. Ra bên kia. Ăn đủ tung. Anh có vào cho một sở tiêu khoa. Trong đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi bảo đi. Đi bảo anh ơi. Này chứ mua mua. Mày như không được chơi đâu. Đúng đúng rồi. À. Cô mua không? Ở đấy. Con Yến ơi, đừng mua không? Ở đấy. Đừng mua không? Được. Không mua. Được. Được luôn. Tự mua à? Tự đấy. Ủa mua nhiều thế cả. Không mua có hai gói thôi. Ừ. Đây chả chịu dễ mua. Ừ. À, các bạn mua gì nhiều thế? Ăn tối à? Ăn đêm à? Cho ma tử nó thối hết. À. Cho ma tử nó đau hết. Ừ. Thôi ăn kẹo dẻo uống thôi. Ôi, máy của Việt Nam, bánh bò. Kẹo dẻo. Chị một cháu nhỉ, dư hả? Mua hết một cháu nhỉ. 6 lấy 11 bác bù lại 5. À. Một bộ cơ, một bộ cơ, một bộ cơ. Mình có một tiền. Đấy có bài. 100 tệ. Có bài, có bài. Đây 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 đây. Đây em đánh toán cho nhau. Đây này giá mà. Mấy cái bài kia chơi này. Đều sang tới bác khóc này. Cô đấy thằng ý. Cô đấy thằng ý. Mang mì về không? Thế sao? Không khờ. Bà chủ là đến thanh toán là 13 khoản 13 yên. Ờ. Đây này chỉ lại. Đó 1 trang này thì có thể à. Ừ. 26 đưa cho nó chuẩn lại. À, phải bóng, phải bóng. À, phải bóng. Bà chủ rất là tốt tính. Chuẩn lại. Đấy. 13 yên của cháu như thế đó. Đấy, đã thu hết tiền chẵn rồi này. Thời gian cho nhỉ 2 yên đó. Cái 2 yên. Có 1 mà. Có 1 con, tôi cho nhỉ 5 yên rồi. 2 yên mà. Này, có 1 mà. Bác mua. Anh mua không? Bác mua. Yêu bây giờ. Mua, mua, mua phòng cái đi. Tại vì mình có ở chung phòng. Bây giờ, bây giờ, đi. Này, sẽ cho ôi. Ôi, mà nhìn thế. Đẹo nhé. Hai tệ. Hai tệ. Hai tệ. 5 tệ vào buông lại 3. Buông lại 3 tệ. Tôi có tờ 2 tờ 1 tệ mà. Cho như sai nhé. Thế đi. Hôm nay đã sao đâu. Bà chủ làm việc là quá sức. Nhiều nhé. 5 tệ. 2 tệ. Tờ 10. Bác này. Bố này, mua này, hút gì tối không hút được. Hút ba tấm rồi. 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 Hút ba bảy tệ. Bảy tệ. À, nhìn nhé, tay đi. Đưa người, đưa đồng người. Đéo có. Chị trả em nhá. Cứ đưa ra. Việt ơi. Việt. Mà tôi của anh. Việt. Ôi. Có quá người trả em. Việt. Ừ. Hay em trả hết thì người. Bà chủ để nhanh đi. Ôi, chúng ta còn nè đâu à? Thế còn tuổi à? Thế còn mà chèn khai cái này. Nếu mà không phải thì em đi vào lấy tiếp. Cô chào nhìn đi. Mười ba tệ. Mười ba tệ. Mười ba tệ. Mười ba. Mười ba. Chọn chuẩn luôn. Xem giá. Tối nay thạch mùi đứa nào thì bảo nhớ mặc đà nhớ. Một chai rượu đi chứ. Rượu tôi uống. Sáng sáng thì tỏ sự chỉ khoan.
13 trả lại là 87. Chủ thiên khổ quá. Thượng Bạc à? Thượng Bạc bán hàng. Nghe bù tiền sắp khóc rồi. Đây, sau đó còn mấy tờ nữa mà. Anh Cang ơi. Bà chủ quán là sắp khóc. Anh Cang ơi. Có mì không? Cua sọc rẻ. Mạnh ơi, cắt tiền nó đi. Đồng tử tế hộ cái. Mấy tờ đây, 2 tờ nha, nhìn này 2 tờ. Khó khó khá. Khó khá. Bù 4 đồng, 4 tệ. Chú nhanh lên đi, bù. Đúng rồi, mày nhìn cái này rồi. Thế rồi. Bà chủ sắp khóc rồi kìa. Bà chủ sắp khóc rồi. Này, này, này là phải lạ quá. Này, nó sẽ phát trái rồi. Xin thêm phát trái rồi. Phát trái rồi. Phát trái rồi. Phát trái rồi. Còn số còn lại chưa thanh toán này. Bà chủ đã cuốn hết số tiền chặn về đây rồi. Đây này còn khóc cái gì. Đấy. Thế này là đỡ phải đi đổi. Ê, gì này. Bảo cuối mà. Chị Hoa ơi, nghe của em. Chịu yến. Chịu yến. Chịu yến. Là bao nhiêu? Không biết. I don't understand anything. Đấy lại khóc tiếp là 100 tệ. Đây là cứ đưa 100 tệ bà lại com tiền được tiền chẵn về này. Mỏi tay. Đây. Mua ôi đấy, tiền này đấy. Bán tiền này có đổi tiền luôn. Cái gì vậy? Gì vậy? Rất thích ăn đêm. Mặc dù... Sứ chiều. Đây, em có 10 tệ đấy. Em gửi thối đây. 10 đây. Đấy, giả. Đã có sứ chiều có đêm mà. Mười tứ chiều à? Tứ chiều bao nhiêu? Mua hết chợ luôn. Tứ chiều bao nhiêu à? Mua hết chợ. Đấy, thứ hai giờ kia là cho thấy tiền lẻ cho vui. Ôi, lấy tiền lẻ đổi tiền. Nào. Thôi được rồi. Bố tiền lẻ, đổi tiền. Thôi, cái đó là đổi tiền. Ta xuống ta sẽ hoan tiền. Nhi xem hoan lính nào. Hoan lính rồi. Đấy mà, ta hoan cái lính. Đổi tiền này. Nó chứ đi thì cầm mà. Lấy tiền đi mà, ở đi phụ thân là này. Để khoản lính tiền cái đó ra. À, chứ đi khoản lính tiền cái này chứ khởi lên rồi. Nhà của phụ thân sang à? Chứ xì à. Chứ có đô sảo chén à? Chứ cầm. Đổi tiền như vậy, bạn này là đổi tiền. Chứ xì à. Đổi cho đến. Ôi giời, cái mùa lắm thế. Ê trai. Được chưa, ok chưa? Nốt đường này. Đấy, mua hết rồi. Chưa xong rồi. Nó mua hết tiền mà. Đó, chứ tao là. Cười rất tươi bà chủ. Tiền này cười rất tươi. Xin thêm pha sáng. Xoài bên. Cái tài sẽ cơn chỉ là. Vẫn còn à? Ô, thấy mua rồi.
mua rồi đừng vào nữa. Xin chào. Chắc đông người ăn hết được. À nè, không, cái phần của cháu ăn hết không? Phần cháu ạ, không, tập thể hết, ăn tập thể ạ. Ăn tập thể ạ? Đây, 15. Đôi tiên à? Không ạ, cháu mua thêm. Lại mua thêm đồ. À, lọc ở phòng đây đây. Phòng đây mà. Hết rồi. Hỏi được, xin được. Xin khách sạn đi được không? Em làm kế. Mạnh ơi. Thôi mua rồi. Đau chân, ăn sen. Đau chân. Hai đồng một chai. Đây hai chị em à? Dạ không. Không mua mai ăn sáng ạ. À, cùng nhau à? Ừ. Rồi ok. Mạnh à? Rồi. Sau khi mua hết siêu thị và lấy hết số tiền lẻ của bà chủ thì đoàn quân đã rút về hướng về khách sạn để mai tiếp tục đi tiêu tiền tiếp. Em còn 165 à 161 đồng. Tiêu hết một tờ cho em. Chị hết một tờ chưa? Chưa. Chết, mẹ bù nhớ. Thấy không? Nếu mà không đổi tiền thì tiêu kiểu gì? Ờ, bằng cách ra ngân hàng rút tiền mới. Đúng không? Ờ, sao phải chú sách gặp em à? Không ngờ ấy. Này, mẹ cù à? Thanh niên là mua xúc xích nha, hóa ra là kem. Khổ thân thanh niên. Đi nước Trung Quốc thì lại dùng tiền Việt Nam. Cái lửa, cháu cái lửa. Mua hết tiền. Có vào cũng vậy. Nói rồi nó lại kêu đi. Bỏ mẹ. Mấy điểm ý ấy. Rất là đẹp. Bây giờ tối hẳn lên đẹp. Rất sáng. 10 giờ chưa? 9 giờ với lại 10 giờ kém 15. 10 giờ. Ở đây chưa muộn. 8 giờ là tối đâu. Ở đây em thấy toàn sơn 2 giờ đêm. Thế à?
Mình đã chơi đến 12 giờ đêm chưa? À, có em chơi đến thế á? Anh quay vào để anh lấy tư liệu. Chơi xuyên đêm. Chơi xuyên đêm à? Hay quá. Đúng rồi. Ra đây chơi, chơi hết. Chơi hết mình. Mấy bạn kia còn làm cho bà chủ phải khóc hết cơ mà bà chủ bán hàng ấy. À, họ đi sang đường mà đi đúng cái đường đi bộ không được đi lung tung đâu nhá. Đây, đây còn không đèn. Thẻ á? Bằng máy quét ạ. À đây. Có tài khoản ở đây. À. Nhưng mà mình không có tài khoản. Phải có tiền mặt ở đây với một tờ 100 tệ là cũng là. Ừ. Họ toàn quét thẻ. Ở đây bây giờ hệ thống điện tử. Người ta thanh toán tất cả mọi thứ qua điện tử. Dần dần mình giống mình. Đúng rồi. À, mình giống họ. Giống mình. Giống mình là IPO. IOP. Đúng rồi. Taxi. Pussy. Đi hứa công. Mệt à? Chị ngồi lên tay nó à? Chị bao em chụp không? Không, em biết chụp thôi, để chị để anh ấy chụp. Thôi, em chụp chị không an tâm. Trời ơi, máy em hết pin. Cho em đi vào. Đợi nha. Nào, ngồi ngồi. Ngồi xem nào đã, tạm dáng nha. Rồi. Nào, 3, 2, 1 ra nha. Hãy chụp ảnh đây này đã. Rồi. Phố đi bộ. Chủ nhiệm vẫn chờ. Mát như Đà Lạt. Đóng cửa. Chơi hết mình đấy.